Theo Tổng cục Hải quan, 15 ngày đầu tháng 9, kim ngạch nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 3 tỷ 260 triệu đô la Mỹ, nâng tổng kim ngạch tính từ đầu năm 2021 đến ngày 15 tháng 9 đạt hơn 50 tỷ đô la Mỹ. Đây là nhóm hàng có quy mô kim ngạch lớn nhất tính cả chiều xuất khẩu và nhập khẩu và cũng là nhóm hàng đầu tiên cán mốc 50 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Đáng chú ý, riêng nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện chiếm gần 22% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước trong cùng thời điểm. So với cùng kỳ năm 2020, kim ngạch nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 8 tỷ 260 triệu đô la, tương ứng tăng gần 20%. Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ là ba thị trường dẫn đầu nhập khẩu.